Xin chào các bạn. Đây là một cái võng mồm, loại võng mồm để đi ôm. Võng này rất là to và nó vừa là một cái võng có thể dang lên hai cây để ngủ, để nằm chơi và có thể tạo thành cái mồm để ngủ. Tạo thành cái mồm thì như thế này. Đó là một cái mồm rất là thoải mái, bởi vì đây là cái võng mồm khá là to lớn. Và thấy cái bộ mồm to như thế này, không biết xếp gọn như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách xếp gọn cái bộ mồm này. Đây là bộ mồm này, và một lớp phía dưới. Còn bộ mồm này nó có hai tác dụng. Thứ nhất thì người ta ban mồm lên lại như thế này. Đó, ban mồm như thế này. Ban mồm hai cây, thì lúc đó nó thành cái bộ. Còn khi mà quay lên chuyển cái bên này thì nó là một cái mồm, nó vừa bẩn vừa mồm. Còn nếu như trải ở dưới sàn kéo nó lên như thế này thì nó là cái mồm hoàn toàn. Đó, cái mồm bẩn này cực kỳ tiện lợi để đi phố hoặc là ngủ ở những nơi mà khi chúng ta đi xa. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách xếp cái bộ mồm như vậy. Thì đầu tiên để xếp thì ta gấp hai bên này gấp lên. À, đây là gấp hai bên lên. Mình sẽ đặt vào bên kia cũng vậy, gấp lên, gấp tới đều luôn. Hoặc là mình xếp nó đặt đều rồi. Thật là nhỏ gọn, có thể là gọn hơn bao lâu. Đó, khi mà cũng xếp như thế này xong thì cũng lại đơn giản hơn, cũng cầu là có thể gọi là cuốn, cũng có thể gọi là cuốn. Còn một cái hàng một loại thì xếp lại giống như là cái gối, ở đấy thì không có gọn bài rồi phải mà xếp thành xếp kiểu cột như thế này. Là nó rất là gọn nhẹ, có thể để nó vào bao lâu được. Và tôi sẽ xếp xong thì sẽ để vào bao lâu cho các bạn xem. Đấy, gọn nhẹ cực kỳ. Ở đây là một cái bao lâu. Cảm ơn các bạn.